Dạ vâng, hiện tại thì lúc này trời vẫn đang còn mưa, thậm chí là mưa to hơn cả lúc đấy. Nhưng mà quý vị có thể thấy là người dân trả sân khấu cũng như là du khách quý vị thì đã tập trung về đây rất là đông để tham gia phần nổi của lễ hội Tôn Giáo năm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợn TV đang có mặt tại xã Tả Sửu Chóng của huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang mọi người ạ. Hôm nay là có tổ chức cái lễ hội Gầu Tào của bà con dân tộc người Mông trên này. Lợn TV có đi tham khảo và quay qua một chút cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là công tác chuẩn bị. Đổ ngọn hướng về mặt trời. Vâng. Do vậy là nhiều khi là trước khi tổ chức thì phải chọn những anh chàng trai khỏe mạnh để chọn điều thế là các anh làm thế nào là cũng như phải cây đến phải đổ cái hướng mặt trời tượng trưng cho cái sự phát triển và sự mọc mới của cho cả cái báo một năm mới đấy. Là bằng thế một cái cây nêu mà tiêu chuẩn thì phải dài bao nhiêu mét? Báo cáo với chị là cái cây này thì bình thường là chúng tôi lấy 7 mét và trong đó 7 mét thì để dựng lên và ở trên cái cây nêu ở ngọn thì chúng tôi có một con gà, một chai rượu. Nếu như chàng trai nào mà trèo lên được lấy được cái con gà đó với chai rượu đó thì sẽ mang cho mình cả một năm mới là hạnh phúc cũng như là tràng đầy sức khỏe, làm ăn phát đạt. Như này chị ạ, bản thân cây mới lên cây này thì bây giờ như thế rất là trơn. Như chúng tôi sau những tổ chức chúng tôi phải còn mưa cây mới để tinh hoa đúng không? Anh nhìn những người đi. Đấy vào chỗ đi đấy một hai người đó đây. Chống cái cuối lại xuống bên dưới cái lồng gà đi. Này kém thế. Sang bên kia đi, cây kia sang bên kia, một cây một bên đi. Đây mà. Vỡ thì cũng đã được bôi trơn rồi, không biết ai sẽ là người may mắn nhất lễ hội Gầu Tào năm nay, hãy cùng đón xem trong phần sau của chương trình nhé. Ban tổ chức đã đề nghị là các đồng chí Diệp đứng thẳng từ phòng eo xuống để ban tổ chức được khai mạc.
hiện tại thì lúc này trời vẫn đang còn mưa, thậm chí là mưa to hơn cả lúc đấy. Nhưng mà quý vị có thể thấy là người dân xã Sơn Thọ cũng như là du khách khi đã tập trung về đây rất là đông để tham dự phần nổi của lễ hội Công Giáo năm nay. Đây là bà con đang đi chơi lễ hội nhá, khá là đông luôn. Đây là bà thân chủ.